Chúng ta sang bài số 9. Cho tam giác vuông cân tại A, vì về phía ngoài vẽ tam giác đều ABD và tính số đo các góc của tam giác BDC. Để vẽ hình nha. Tam giác vuông cân. Đó. 1 2 3 4 5. Vuông cân tại A. A, B, C. Rồi, về phía ngoài vẽ tam giác đều ABD. ABD phía ngoài, đúng không? Thì đo nhá. Thì đo khoảng cách cạnh ở đây là 24 và chúng ta gióng cho thầy 24 nhá. Thầy lấy trung điểm đây, đúng không? Không, chúng ta có thước compa, chúng ta quay và cắt nhau. Đấy là xong. Đấy, về cách vẽ chúng ta tham khảo trong sách giáo khoa nhá, được chưa nào? Đó, tam giác đều. Đó. À, BD nhá. BD. Tính các góc của tam giác BDC, tam giác này. BDC. Đối lại. Vậy ta xem đề bài cho gì? Cho tam giác vuông cân, ta ký hiệu vào nhá, vuông cân. Rồi. Cạnh AC bằng cạnh AB. Tam giác ABC đều, vậy chúng ta được luôn AB bằng AD và bằng BD. Đấy, chúng ta có bốn đoạn bằng nhau như vậy, đúng không? Rồi. Chúng ta kết luận bốn đoạn bằng nhau nhá. Đó là gì? Thứ nhất là chúng ta có AC bằng AB bằng AD bằng AD và BD. Đấy, kết luận đầu tiên. Kết luận thứ hai là chúng ta có góc 45 độ, vuông cân mà, đúng không? Chúng ta có góc này 45 độ. Chúng ta có góc này 60 độ, tam giác đều. Chúng ta có góc này 60 độ. Đúng chưa? Đó. Và cái góc D 60 độ nữa nhá. 60. Ba góc 60. Đấy, thế thì nhìn đây chúng ta tìm được ngay góc B rồi, đúng không? Rồi. Kết luận thứ hai đó là gì? Đó là góc ABC bằng ACB bằng 45 độ. Rồi, và gì? Và các góc của tam giác ABD đó là góc ABD bằng góc ADB và bằng góc BDA bằng 60 độ. Đấy, và thầy đều chỉ trên hình vẽ, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta sẽ được ngay cái góc BDC. Đó, chúng ta có ngay góc B góc CBD nha, CBD. Đây. Bằng 45 cộng 60 ta được 105 độ. Đó, tìm được ngay một góc rồi, đúng không? Rồi, tiếp. Thế vậy ta làm sao để tìm góc còn lại? Những góc này chúng ta không nhìn thấy ngay được, đúng không? Nhưng ta lưu ý đây. Cái tam giác ADC là tam giác gì? À, là tam giác cân ở đỉnh A. Cân ở đỉnh A. Mà cân đỉnh A rồi, chúng ta biết góc ở đỉnh rồi, chúng ta sẽ tìm được hai góc ở đấy. Đấy, đúng không? Tìm được góc này. Đúng chưa? Góc đỉnh ta thấy ngay 90 cộng 60 là 150. Đúng chưa? Vậy là chúng ta có này. Tam giác ADC cân ở A. Cân ở A. Đúng không? Đó. Và có góc DAC bằng 90 cộng 60, chúng ta được 150 độ. Do đó, chúng ta sẽ tìm được góc đáy. Có thể tìm góc đáy bên này hoặc đáy bên này đều được. Đúng không? Đều được nhá. Rồi lấy bên này đi. Đó là góc ACD bằng 180 độ trừ góc đỉnh chia đôi. Bằng 15 độ. Đây, các con nhìn góc này 15 độ. Thì cả góc to biết rồi, ta trừ đi ta được góc này 30 độ. Đúng không? Đó. Do đó, chúng ta sẽ tìm được cái góc BCD bằng 45 trừ 15
ta được 30 độ. 30 độ. Rồi, 30 độ biết, 105 độ biết, chúng ta tìm được nốt góc B, D, C. Đúng không? Và lúc này chúng ta tìm được góc B. Góc B, D, C. Đó, bằng 180 độ trừ 30 trừ đi 105 và chúng ta được 45 độ. Đấy, bài áp dụng rất hay, đúng không? Đó, chúng ta xong cái bài số 9 ở đây. Thầy mời các con theo dõi bài số 10. Bài số 10. Cho tam giác vuông cân ABC. À, chúng ta đọc qua đề để chúng ta hình dung nhá. Rồi, tia phân giác góc A cắt BC ở D, lấy điểm E, F trên hai cạnh. Vậy là tam giác này nó nằm hoàn toàn, không bị rơi ra ngoài, đúng không? Chúng ta vẽ hình nhá. Vuông cân 6 ô, đúng không? 6 ô. Rồi, vuông cân. Đó. C A B. Tia phân giác góc A cắt BC ở D. Đấy, và chúng ta gọi là đường phân giác BD đấy, đúng không? BD. Đó. Đánh dấu vào 45 độ bằng nhau. Đúng chưa? 45 độ bằng nhau. Vậy là góc này cũng 45 độ nốt. Đúng không? 45, 45, toàn 45. Đó. Rồi, chứng minh tam giác chúng ta xử lý câu A trước nhé. ADB và ADC là tam giác cân. À, vuông cân. Vuông cân. Rồi, ta lại xem dấu hiệu nhận biết tam giác vuông cân là gì. Đó là tam giác vừa vuông vừa cân. Đấy là một dấu hiệu. Dấu hiệu thứ hai là tam giác có hai góc 45 độ. Đúng không? Dấu hiệu thứ ba là tam giác vuông có một góc 45 độ. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là hai góc 45 độ này. À, góc B 45 độ. Góc A1 bằng A2 cũng 45 độ do tia phân giác. Thế thì hai góc phân giác chúng ta sẽ được góc còn lại là vuông. Tương tự là vuông. Vậy là ta được vuông cân, đúng không? Đấy, ta trình bày ngắn gọn câu A nhá. Trước tiên là tam giác ABC vuông cân, chúng ta sẽ có góc B bằng góc C bằng 45 độ. Đúng chưa? 45 độ. Đó. Đây cũng vậy. Đó, được chưa? Rồi. Tiếp chúng ta lại có AD là tia phân giác, do đó chúng ta có góc A1 bằng A2 bằng nửa góc vuông cũng bằng 45 độ. Thế đó, vậy là ở đây chúng ta có tam giác ABD. ABD. Đúng không? Chúng ta có hai góc 45 độ, chúng đó nó là tam giác vuông vuông cân. Đúng không? Có góc B bằng góc A1 nên vuông cân. Vuông và cân. Tương tự như vậy, ADC cũng vậy, đúng không? Câu B, thầy lấy điểm M, à điểm E, E sao cho AE thì bằng CF. Đây. Đừng lấy trung điểm nhá. Đấy, ta có thể lấy E đây. AE bằng CF. F đây. Đánh dấu vào. AE thì bằng CF. Đó, chứng minh tam giác DEF cũng là vuông cân. Đó, nhìn thấy ngay là vuông cân tại D, đúng không? Vậy nhiệm vụ chúng ta sẽ chứng minh cho thầy DE bằng DF. Lại nghĩ đến cho thầy hai tam giác bằng nhau. Đấy, ta nhìn theo tam nào. Rồi, DE này, ta nhìn này. Nó có liên quan đến AE bằng CF. Vậy ta lấy luôn tam giác AED. Đúng không? Tam giác AED. Và tam giác gì? A một thì bên này là C. C. E. E thì là F. CFD. Đó, chú ý thầy là thứ tự đỉnh nha. Có đây. Thứ nhất là chúng ta có AE bằng CF. Giả thiết, đúng không?
Có cái thứ hai đó là AD. AD thì bằng DC. AD thì bằng DC. AD thì bằng CD. À, vì sao bằng nhau? Vì cái tam giác ADC là vuông cân đã có câu A. Đúng không? Đấy, dùng câu 3 nhá. Thế vậy chúng ta nhìn hai tam giác này có này, AE thì bằng CF, AD thì bằng CD. Góc A1 bằng góc C bằng 45 độ. Hay khác là góc EAD. Đúng không? EAD thì bằng góc FCD. Cùng bằng 45 độ. Vậy kết luận bằng nhau rồi chưa nhỉ? Kết luận rồi, cạnh góc cạnh, đúng không? Vậy chúng ta kết luận tam giác AED bằng tam giác CFD, cạnh góc cạnh. Từ đó ta sẽ được ngay hai cái cạnh đó là DE. DE thì bằng DF. 1. Đấy. Xong, chúng ta chứng minh góc 45 độ hoặc góc vuông rồi. Thì những cái bài này chúng ta nên chứng minh góc vuông. Ở chỗ là gì? Hai tam giác bằng nhau chúng ta có này. Góc này này. Đó, bằng góc này. Đúng chưa? Đấy, chúng ta nhìn nhá. Hai góc tương ứng D bằng D. Thì cộng góc này này. ADC bằng 90 độ. Do đó EDF bằng 90 độ. Được không? Đấy. Hai tam giác bằng nhau thì chúng ta cũng có và chúng ta có góc EDA. EDA, đúng không? Thì bằng FDC. FDC cùng cộng với cái góc bên giữa này thì chúng ta sẽ được ngay góc EDF bằng góc ADC, đúng không? Thì ra góc EDF. EDF. Đấy, thấy bằng nhá. EDF chúng ta nhìn này, nó bằng này. Góc E D A cộng ADF. Đấy, bằng tổng hai góc này, đúng không? Rồi, thì thay thế góc này bằng góc này, do đó nó bằng góc FDC. Đấy, và nó bằng góc FDC. Cộng góc ADF. Đây, ta nhìn này. FDC cộng ADF nó chính là ADC. Mà ADC thì bằng 90 độ. Thế rồi, vậy là chúng ta có gì? Chúng ta từ 1, chúng ta có là tam giác cân và vuông thì đó là tam giác vuông cân. Rồi, thì đây chúng ta tự kết luận nhá. Đấy. Thì bạn ấy thì lưu ý rồi, nó rất hay dùng là gì? Là tam giác mà có hai góc 45 độ là tam giác vuông cân. Đấy, thứ hai hoặc tam giác cân và vuông thì nó gọi là vuông cân. Ta xem bài tiếp theo nhá. Cho tam giác đều ABC, lấy các điểm DEF thuộc các cạnh sao cho AD bằng BE bằng CF. Ta phải làm đều này. Ta lại vẽ cho thầy là đáy trước nhá, đáy trước. Đấy, bài ta nên vẽ to một chút. Được chưa? Đáy trước. Đấy. Ta đo nha. 39 đúng không? Đây, chúng ta thấy là cái đường đây trục đối xứng đúng không? Trục đối xứng. Đó, ta làm đều. AD ABC. AD bằng BE bằng CF. Đây, thì lấy AD đây nhá. AD. Đó, thì đo này. 11 bằng BE bằng CF. CF. Rồi, chứng minh tam giác DEF đều. Bài này đơn giản quá nhỉ. DEF đều.
để ép đều. Rồi, thì ở đây chúng ta thấy là những yếu tố bằng nhau đánh dấu vào AD bằng BE bằng CF, ba góc tam giác bằng nhau bằng 60 độ. Đúng chưa? Rồi. Đấy. Thì chúng ta có nốt này, vì ba cạnh ABC của tam giác AC bằng nhau, AD bằng BE bằng CF nên chúng ta có luôn được BD sẽ bằng AE sẽ bằng CE và AF, đúng không? Thế thì nhìn đây chúng ta thấy ngay ba tam giác ADF, đúng không? BED và CFE bằng nhau trong trường hợp là góc cạnh góc, góc cạnh à cạnh góc cạnh, cạnh góc cạnh. Thì bằng nhau chúng ta được ba cạnh bằng nhau đều nhá. Vậy chúng ta xử lý qua trước này. Đầu tiên chúng ta kết luận này là AB bằng BC bằng CA. Đúng không? Đó. Thứ hai đó là AD. AD thì bằng BE bằng CF. Từ đây chúng ta sẽ có ngay các đoạn còn lại trừ đi, đúng không? Ta được BD. BD. BD thì bằng CE và bằng AF. Đúng chưa? Đó. Rồi, lúc này và một kết luận nữa là gì? Đó là ba cạnh, kết luận nữa là ba góc A bằng B bằng C bằng 60 độ. Đúng không? Rồi, chúng ta có ngay cái tam giác A từ 1 và 2. 1 2. Đó. Chúng ta có tam giác ADF bằng tam giác BED và bằng tam giác CFE. CFE. Theo trường hợp là cạnh góc cạnh. Từ đó ta được ngay đó là DF bằng ED bằng FE. Vậy là ba cạnh bằng nhau nên đó là tam giác đều. Rất dễ nha. Ta xem câu B này. Là nối AE, BF và CD lại và chúng cắt nhau ở PQR. AE, BF, BF và CD cắt nhau tại ba điểm PQR, đúng không? Tạo thành tam giác BQR. Đó, hơi rối hình chúng ta nhé, chúng ta nhìn này, P này, Q này, R này. Và chứng minh cái tam giác PQR này cũng đều luôn. Cũng đều luôn. Thế là đây chúng ta mà chứng minh ba đoạn bằng nhau thì nó phức tạp, đúng không? Bởi vì nó không có sự gắn kết với những yếu tố bên ngoài bằng nhau. Thì người ta để ý cho thầy, chúng ta chứng minh ba góc bằng nhau được không? Ba góc bằng nhau. Ta xem nha. Đây, chúng ta có rồi. Chúng ta có cái góc, góc này này. Góc P, đây thầy nói góc P nhá, góc P đây nhá. Đó, nếu mà chúng ta chứng minh được bằng góc Q bằng góc R là coi như xong, hoặc là chứng minh một góc bằng 60 độ thì tương tự hai góc kia bằng 60 độ, đúng không? Ta xem góc P này. Góc P nó là góc ngoài của cái tam giác APC. Đúng không? Vậy nó bằng tổng hai góc trong, đó là góc nào? À đó là góc này, ta nhìn tinh nhá, góc này này. Đấy. Góc ACP cộng góc này cộng góc PAC. Đúng không? Đó. Góc hai vạch cộng góc ba vạch bằng góc một vạch. Yeah. Đấy. Thầy viết đây nhá. Bây giờ chúng ta phải viết, đúng không? Chúng ta có đây. Trong cái tam giác ABC có cái góc RPQ là góc ngoài nên bằng tổng hay góc trong, nhìn tinh nhá. PAC. PAC. Cộng ACP. Đó, tổng hai góc trong. Đấy, chúng ta chứng minh tổng hai góc này bằng 60 độ thì là xong. Nhưng mà thấy này, cái góc C này này, góc C này, này nó là cái góc góc của cái tam giác nào nhỉ? Góc của tam giác. Ta xem có dính dáng gì đến tam giác bên trên không? Góc C này chúng ta thấy nó bằng góc này này. Đúng không? Đó. Được chưa? Thì góc C cộng góc A này
thì bằng góc A này cộng góc A này và chính là góc 60 độ. Nhưng mà chúng ta phải chỉ ra hai con đường bằng nhau đã, đúng không? Đó, xem nó liên quan đến câu trước không? Có vẻ nó không liên quan, đúng không? Nó không liên quan. Thế vậy không liên quan đây thì ta chỉ thôi, đúng không? À, đây là 3 này, nhá. Rồi, một yếu tố. Yếu tố thứ hai, à, để chứng minh hai cái góc hai vạch bằng nhau thì chúng ta có tam giác ADC. Tam giác ADC bằng ADC. ADC. Đúng không? Thì bằng tam giác nào nhỉ? ADC. Nhìn này hơi khó, đúng không? Ta nhìn này, ADC này. Rồi bằng BEA. BEA. Đó, hai tam giác này chúng ta sẽ thấy rồi, bằng nhau kéo cạnh góc cạnh. Đúng không? Cạnh góc cạnh. Cạnh AD bằng BE, AC thì bằng BA và hai góc AB bằng nhau bằng 60 độ. Từ đấy chúng ta sẽ được là cái góc quan tâm đó là góc gì? ACP. Đấy, góc ACD. ACD cũng chính là ACP nhá. Thì bằng góc BAE. BAE. Đó, do đó từ cái 3 này. Từ cái 3 này chúng ta kết nối lại, chúng ta được góc RPQ. Đó, bằng tổng hai thằng này, tổng hai thằng này cộng lại thì ta được góc PAC. Thay vì cộng ACP thì ta cộng với BAE. Rồi, tổng hai góc này nó chính là góc A, BAC. Mà BAC thì bằng 60 độ. Xong, thế là ta được một góc 60 độ, tương tự chúng ta có quy 60 độ. Vậy là hai góc 60 độ chúng ta có đều, đúng không? Hoàn toàn tương tự nhá. Trong lý thị thế chúng ta có thể nói tương tự mà không cần phải làm. RQP bằng 60 độ. Đấy, kết luận tam giác đều là xong. Đấy, bài này là cũng không phải là đơn giản, đúng không? Đặc biệt là câu B. Câu B nếu chúng ta không nhìn ra góc mà cứ lăn tăn mãi cái cạnh chứng minh bằng nhau, chúng ta tìm tam giác mà chứa cạnh này thì không ổn. Được chưa? Chúng ta cùng nhau sang bài số 12. Cho tam giác vuông cân tại A, vẽ ra ngoài tam giác cân BCM và góc đáy bằng 15 độ. Tam giác đều ABN, chứng minh BMN thằng A. Đấy nha. Vuông cân tại A. Thầy vẽ vuông cân tại A. Năm vạch đúng không? A B C. Vẽ ra ngoài tam giác cân B C M. Đáy B C và góc ở đáy 15 độ. Góc đáy 15 độ. Rồi. Ta vẽ cân nhá. Trước tiên là chúng ta ước lượng cho thầy nó sẽ nằm, đỉnh M sẽ nằm trên cái trục, trục vuông góc, đường vuông góc đi qua trung điểm BC để cân, đúng không? Và chúng ta ước lượng cho thầy cái góc 15 độ. Được chưa? Ước lượng góc 15 độ nhá. Rồi, vẽ tam giác A, thầy vẽ tam giác BAN đều trước này. 24 này. Đây, vạch đây. Đúng không? Chúng ta căn 24 nhá. Đấy, nó khoảng đây. Đó, ABN này. Đều. Ồ, bài này dễ quá nhỉ. Bài này vẽ xong phát xong luôn. Đúng không? Đều. Đó. Vẽ điểm M sao cho nó cân. Có 15 độ, đúng không? Đây, nó khoảng đây. Đây, sẽ lấy đây nhá. Đó. Xong tí chứng minh thằng hàng sau, đúng không? Thầy vẽ để chúng ta không bị ngộ nhận. Đấy. Thì vẽ bài này vẽ xong cái là xong luôn. À, chúng ta nhìn đúng không? Đúng chưa? Rồi, thứ nhất là bắt cân này. Chúng ta có góc 45 độ. 45 độ. 45 độ thì bằng góc M này. MBA này, 15 độ. Vậy là các con cộng lại con được góc ABM là 60 độ. Đúng không? Thế mà góc ABN cũng 60 độ luôn. Thế chứng tỏ là BMN sẽ
thẳng hàng. Đúng chưa? Đó, chứng minh rất đơn giản thôi nhá. À, chúng ta có gì? Chúng ta kết luận cho thầy là thứ nhất là góc ABC 45 độ. Đúng không? Rồi, do đó thầy sẽ tìm được góc ABM bằng 45 cộng 15 độ. Góc ở đáy 15 độ mà. Ta được 60 độ. Đó, ABM bằng 60 độ mà ABN cũng bằng 60 độ. Nhá. Đó. Đấy. ABM, ABN và từ đây chúng ta sẽ được ngay là cái tia BM và tia N trùng nhau. Đúng không? Tia BM BN trùng nhau. Mà trùng nhau thì chứng tỏ BMN thẳng hàng, đúng không? Đó. Đầu bài này lưu ý thầy này, N và C cùng phía với AB. Đã nhìn nhá. N và C cùng phía AB. Thì nếu mà N bên này là không có đâu. Đã thử xem nhá. Nếu N bên này nhá, đây này. Đúng không? N bên này đúng không? Thì chúng ta thấy này, cái góc ABN ở đây cũng 60 độ. Cũng 60 độ. Cái góc ABM cũng 60 độ. Nhưng mà nó không thẳng hàng, nó nằm ở hai bên, đúng không? Ở đây chúng ta thấy này. À, cái tia BM và tia N nó cùng một phía so với tia so với đường thẳng AB thì mà lại góc bằng nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ kết luận là hai cái tia đó trùng nhau được nhá. Chính thế đề bài mới cho là N và C ở cùng một phía so với đường thẳng AB. Còn nếu không là chúng ta chưa thể kết luận được nó thẳng hàng. Được không? Chúng ta sang câu số 13. Cho tam giác ABC vuông tại A và có AC bằng 3 lần AB. Ta vẽ bằng 3 lần nha. 3 lần thì thầy lấy 9 vạch. Đó, đến đây. Đó. Đấy, 3 lần và được trên này 9 ô, đúng không? A B C trên AC lấy điểm D và E chia làm 3 phần bằng nhau. AD bằng BE và bằng CF bằng CE. Và tất nhiên nó bằng luôn AB, đánh dấu vào. Được chưa? Rồi. Chứng minh góc C cộng góc E bằng 45 độ. Đó. Góc C cộng góc E ở đây bằng 45 độ. Nhá. Đấy. Thì ở đây chúng ta thấy là góc 45 độ thì nó sẽ liên quan đến tam giác vuông cân. Thầy sẽ tạo hình như này để chúng ta xuất hiện vuông cân nhá. Chúng ta có thể ghép C vào góc ghép góc C vào góc E ở đây. Hoặc góc E vào góc C. Đấy để chúng ta tạo ra góc 45 độ, đúng không? Thì đây thầy ghép nhá. Nếu mà ghép C vào thì chúng ta thấy là 45 độ khoảng đây, đúng không? 45 độ khoảng đây. Đấy, ghép C vào. Đấy, nếu mà ghép C nhá, thôi thầy ghép ghép E lên đây. Thầy thấy này, cái tam giác này EAB là tam giác vuông có cạnh góc vuông gấp đôi. Thế vậy để ghép đây thì thầy tận dụng cái CD gấp đôi, thầy kéo dài thêm cái này. Đó, thì thầy sẽ đưa được cái góc E về góc này. Đây thầy gọi là điểm M đi nhá. Đúng không? Rồi, người ta đưa nhá, đúng không? Thì chúng ta thấy ngay cái tam giác ABE này và DMC bằng nhau nên góc E bằng góc C. Vậy là thầy ghép được tổng hai góc vào góc MCD. Vậy nhiệm vụ chúng ta chứng minh MCD bằng 90 độ là xong, đúng không? Vậy bước thứ nhất nhá, bước thứ nhất là chúng ta dựng này. Đây, thầy dựng vuông góc đây. Được chưa? Thầy lấy M này. Lấy M sao cho MD vuông góc với AC và MD bằng AB. Bằng AB tức là bằng 1/3 AC. Đấy, được chưa? Đó. Vậy là chúng ta có những cái đoạn bằng nhau rồi nhá. MD bằng AB.
Đấy chưa? Thế vậy là chúng ta có kết luận đầu tiên, đó là cái tam giác vuông ABE bằng tam giác vuông DMC. Đúng bằng nhau không? Cạnh, góc, cạnh, cạnh, góc, cạnh, cạnh, góc, cạnh. Hai tam giác vuông có hai cái vuông đúng bằng nhau. Và bằng nhau thế này thì chúng ta được ngay cái góc AEB. AEB bằng góc DCM. Từ đó chúng ta kết nối lại, chúng ta sẽ được cái tổng AEB cộng ACB. Đây, góc E cộng góc C thì thay bằng góc C cộng góc C chính là MCB. MCB. Đấy, vậy nhiệm vụ chúng ta sẽ đi chứng minh góc MCB bằng 45 độ. Thì chúng ta để ý 45 độ là góc trong tam giác vuông cân. Thế thì ta để ý này. Đấy, cái tam giác này vuông cân. Được chưa? Vậy là nếu mà chúng ta chứng minh được cái tam giác MCB vuông cân là coi như xong. Mà vuông cân thì chúng ta lại phải chỉ ra nó vừa cân vừa vuông. Không? Bởi vì góc 45 độ chưa có mà, nên chúng ta chỉ ra vừa cân vừa vuông. Muốn vừa cân thì chúng ta lại chỉ ra MC bằng M, MD. À, chúng ta xem lại sao bằng nhau. MC bằng MD. Tại sao bằng nhau? Đấy nhá. Ở ý trước thì chúng ta đã có MC thì bằng BE rồi đúng không? Đúng không? MC bằng BE. Vuông. Đây, thầy dựng thêm cái này nữa nhé, để chứng minh bằng nhau nhé, chúng ta nhìn này. Đó. Đấy, dựng thêm tam giác này, điểm N nữa. Được chưa? Rồi. Thì đó chính là chúng ta dựng hình vuông đấy, đúng không? Dựng hình vuông. Hình vuông ANMD. ANMD. Được chưa? Hình vuông nhá. Đúng không? Hai cạnh kề bằng nhau mà. À, bốn cạnh bằng nhau, dựng hình vuông. Thế dựng hình vuông ở đây thì chúng ta sẽ có ngay. À, ý thứ nhất là cái tam giác BNM. BNM nó bằng tam giác CMD. Đúng không? Theo trường hợp gì? À, vẫn như giống trước rồi. Cạnh, góc cạnh. Đúng không? Cạnh, góc cạnh. Đấy, đấy nha, chúng ta được mấy đoạn bằng nhau thì đánh dấu vào. Đúng không? Cạnh góc cạnh. Rồi, thế để làm gì? À, để chúng ta có MC bằng MB. À, hình như thầy viết định nhầm đỉnh rồi. BNM. BNM thì phải CDM. Đó, viết nhầm đỉnh nha. CDM. Đó, thì lúc này chúng ta được là BM bằng CM, đúng không? À, đấy, chúng ta được cân rồi nhá. MB, MC rồi. Chúng ta chỉ mình vuông nữa. Vuông nữa xong. Thì ta để ý lại giống như bài trước. Chúng ta có hai góc này bằng nhau này. Đúng không? Đấy. Hai góc bằng nhau ở hai tam giác. Chúng ta cộng thêm cái góc M giữa bằng 90 độ. M1 cộng M2 bằng 90 độ. M1 cộng M2 bằng 90 độ. M1 lại bằng M3. Do đó M2 cộng M3 bằng 90 độ. Rồi. Hai tam bằng nhau. Thì chúng ta cũng suy được cho thầy cái góc M1 thầy ký hiệu nhá bằng góc M3. Đúng không? Từ đó ta cộng lại thì ta được góc CMB bằng M3 cộng M2. Đúng không? M3 cộng M2. Rồi, M3 ta thay thế bằng M1 cộng M2. M1 cộng M2 thì chính là bằng 90 độ. Đấy, góc của hình vuông đúng không? Rồi, thế vậy ta được 90 độ nhau, 90 độ. 3. Từ 2 và 3. Chúng ta có tam giác CMB vuông cân tại M. Mà vuông cân tại M thì chứng tỏ góc MCB, góc ở đáy bằng 45 độ. Đó, và kết hợp với thằng 1 này, chúng ta có điều phải chứng minh. Đây, ta vừa chỉ ra bằng này. Đúng chưa? Đấy, bài rất hay nhá. Cái bài này người ta có những biến thể như này. Chẳng hạn người ta cho hình chữ nhật này.
có chiều dài gấp 3 chiều rộng. Được chưa? Đó. Xong lấy hai điểm DE và chứng minh tổng hai góc này bằng 45 độ cũng là một cách. Cách thứ hai, chúng ta nối D với B lại này. Đúng không? Chúng ta thấy cái góc này 45 độ này. Đúng không? 45 độ. 45 độ này thì bằng góc C1 cộng với góc B ở đây. Thế bài toán trở thành để chứng minh góc E và góc B. Cũng là một ý tưởng hay. Đúng chưa? Đấy. Thế thì về nhà, chúng ta sẽ phải nghiên cứu cho thầy cái cách đưa góc C về góc E nha. Đấy, thì thầy gợi ý chúng ta có thể kéo đây này. Đấy, thì chúng ta sẽ đưa được góc C về góc E. Đúng chưa? Đấy, và chứng minh góc này 45 độ. Đấy, cũng là một gợi ý. Đúng không? Rồi, trên đây chúng ta đã có 13 cái bài liên quan đến tam giác cân, tam giác đều và tam giác vuông cân. Chúng ta sẽ đọc cho thầy cái phần bài tập tự luyện nha, để chúng ta hiểu rõ hơn, biết cách vận dụng những tính chất, dấu hiệu và các bài toán tổng hợp.